tử vi tuần mới từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 nói rằng tuần mới Bạch Dương cần phải cẩn trọng với những lời nói của mình. Đôi khi, hành động có thể diễn đạt mọi điều một cách rõ ràng hơn là lạm dụng lời nói không đâu vào đâu các bạn độc thân có thể gặp phải sự phiên toái từ những lời mai mối giới thiệu từ bạn bè và người thân hiện tại bạn có thể chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới và không ưa thích việc bị mai mối đối với những ai đã có đôi cả bạn và đối phương cần phải điều chỉnh cách cư xử về mặt công việc tuần mới của cừu trắng khá ổn định bạn sẽ hợp tác tốt với đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong việc giải quyết vấn đề và đạt được hiệu suất cao. Tài chính của Bạch Dương trong tuần mới khá ổn định, nhưng từ giữa tuần trở đi, các khoản chi tiêu có thể tăng lên. Đề nghị bạn điều chỉnh thói quen mua sắm để đảm bảo tính hợp lý và cân nhắc. 2 Tử vi cung Kim Ngưu từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu đã tỏa sáng với nhiều thành tích đáng chú ý. Điều này đã giúp bạn tạo dựng được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Đối với những ai độc thân, có vẻ như con tim của bạn đang đứng trước nhiều sự lựa chọn nhưng lại chưa thể quyết định được cảm xúc và lý trí của bạn đang phản ánh những dấu hiệu khác nhau trong công việc tiến triển của kim ngưu có dấu hiệu chậm lại và bạn có thể gặp phải một số rắc rối khi cố gắng thực hiện mọi thứ theo cách riêng của mình mà không để ý đến ý kiến của người khác việc lắng nghe trong thời điểm này trở nên rất quan trọng tài chính của bạn trong tuần này dự đoán sẽ ổn định mà không có nhiều biến động mặc dù không có sự bùng nổ đặc biệt nhưng sự ổn định của cung hoàng đạo này sẽ đảm bảo bạn không cần phải lo lắng hay lo sợ gì cả. Ba, tử vi cung song tử từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 tuần mới của song tử được khuyên rằng nên để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên, không nên ép buộc vì có thể gây ra phản tác dụng không mong muốn điều này cũng áp dụng cho cả cảm xúc và kế hoạch công việc của họ trong việc tìm kiếm mối quan hệ nếu vẫn độc thân họ nên xem xét kỹ lưỡng về những người theo đuổi lắng nghe ý kiến của người khác nhưng quan trọng nhất là phải lắng nghe trực giác và lý trí của bản thân để đưa ra quyết định dù gặp phải một số trở ngại nhỏ họ nên sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên hoàn thành những việc quan trọng trước để tránh bị đánh lừa hoặc làm sai sót sự chăm sóc và sự quan tâm của cấp trên đối với họ cũng đang được chú ý vì vậy họ cần phải làm việc cẩn thận và đúng mực trong tuần này tài chính của song tử có thể có những biến động tích cực với việc thu được thu nhập từ các dự án ngoại vi ngoài công việc chính do đó họ có thể dành thêm thời gian và tiền bạc cho những sở thích cá nhân một cách thoải mái. Bốn, tử vi cung cự giải từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 bói tử vi trực tuyến cho thấy trong tuần này, cự giải sẽ có một số cơ hội quan trọng để phát triển tuy nhiên thành công của họ sẽ phụ thuộc vào khả năng nắm bắt cơ hội đừng để lo lắng làm bạn mất tự tin trong việc hành động nếu bạn độc thân việc đặt ra những tiêu chuẩn cao có thể khiến việc tìm kiếm người phù hợp trở nên khó khăn hơn dù bạn cảm thấy áp lực hãy nhớ không đánh bại chính bản thân mình bằng cách giảm bớt yêu cầu của mình trong lĩnh vực công việc cự dài sẽ không gặp nhiều khó khăn do luôn có những ý tưởng sáng tạo hãy tiếp tục phát triển và thể hiện sự độc đáo của mình mặc dù tình hình tài chính có thể không theo đuổi nhưng đủ để đảm bảo một cuộc sống ổn định trong thời gian tới tuy nhiên hãy cẩn thận khi cho vay tiền để tránh những rắc rối về sau Nam, Tử Vi Cung Sư Tử từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 Sư Tử sẽ trải qua những thời kỳ thuận lợi và suôn sẻ khi không gặp phải những trở ngại hay khó khăn quá lớn. Các bạn cung này vẫn chưa sẵn lòng tiến tới mối quan hệ mới với tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt khi những vết thương trong lòng vẫn chưa lành hoàn toàn. Họ không muốn tự đánh lừa bản thân cũng như đối phương trong các mối quan hệ không thể tránh khỏi những trở ngại tuy nếu có thấu hiểu và thông cảm cho đối phương các yếu tố bên ngoài không thể làm ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn tuy nhiên nếu lòng tin không được củng cố nguy cơ tan vỡ mối quan hệ là rất lớn sư tử có thể đạt được thành công thông qua thái độ làm việc chuyên nghiệp và kế hoạch rõ ràng đôi khi chỉ cần một số thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn do đó họ cần luôn cảm thấy sẵn lòng để cải thiện bản thân và học hỏi trong tuần này sư tử sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen mua sắm đặc biệt khi có nhu cầu mua những món đồ xa xỉ và đắt tiền để thể hiện giá trị cá nhân điều này có thể dẫn đến việc chi tiêu mà không suy nghĩ 6. Từ vi cung sử nữ từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 bước sang tuần mới, sử nữ có thể sẽ gặp phải nhiều biến động và sự thay đổi đột ngột, đòi hỏi họ phải dành nhiều thời gian và năng lượng để giải quyết. Tin tức có thể là tốt hoặc xấu, tạo ra một sự kết hợp lộn xộn. Nếu đang độc thân, sử nữ được khuyên nên mở lòng và cơ hội cho một mối quan hệ mới hạnh phúc thường xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta không cần phải tìm kiếm xa xôi đối với những ai đã có mối quan hệ có thể xuất hiện những khúc mắc và xung đột trên mặt công việc xử nữ đang thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất làm việc và cấp trên sẽ công nhận nỗ lực của họ tuy nhiên không nên chỉ làm việc với hy vọng được công nhận mà hãy tập trung vào việc tích lũy kinh nghiệm và kiến thức về tài chính, có dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến, nhưng không nên mạo hiểm chỉ vì lợi ích ngắn hạn. Đây không phải là thời điểm để chơi lớn, mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng để tránh thất vọng sau này. 7 Tử vi cung thiên bình từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 tử vi 12 tròm sao cho thấy thiên bình sẽ đối diện với nhiều thách thức. Mối quan hệ của họ có dấu hiệu xung đột do tính cách nóng nảy của bản thân. Dù cố gắng tiếp cận và quan tâm đến người mình thích, nhưng đối phương không đáp lại, đòi hỏi họ phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này tình yêu cần phải được đáp trả từ cả hai phía không thể ép buộc bên cạnh đó công việc của thiên bình đang rất bận rộn và áp lực lớn khiến họ có lúc muốn từ bỏ mọi thứ để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ từ cấp trên họ có thể cần phải thay đổi cách làm việc của mình để cải thiện tình hình tài chính Thiên Bình cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm trong quản lý tài chính và chi tiêu. Dù có khả năng kiếm tiền, nhưng việc giữ và sử dụng tiền vẫn chưa hiệu quả. 8 từ Vi cung bảo Cạp, từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 bảo Cạp, hãy tự tin là chính mình, không ngần ngại thể hiện ý kiến và suy nghĩ của mình. Đừng làm mất bản thân chỉ để làm lòng người khác hài lòng. Nếu vẫn độc thân, bảo Cạp có thể bất ngờ gặp được tình yêu trong tuần này. Hãy mở lòng, vì tình yêu có thể đến từ cái nhìn đầu tiên và mang lại hạnh phúc không ngờ công việc đòi hỏi sự chăm chỉ và tỉ mỉ nếu không đưa ra toàn bộ nỗ lực bạn sẽ khó lòng đối phó hãy tổ chức công việc một cách thông minh ưu tiên nhiệm vụ quan trọng và hãy chủ động để đạt được thành công trong tài chính cảnh báo cho bỏ cạp là có thể sẽ gặp khó khăn do tính cách cứng nhắc hãy mở lòng ra và không bỏ qua những biến động của thị trường tránh việc hối hận sau khi đã mất điều gì đó quan trọng. Chín. Tử vi cung nhân mã từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 xem tử vi phương Tây cho biết người thuộc cung nhân mã cần thực sự xem xét các ưu và nhược điểm của bản thân mình để có thể đưa ra những quyết định phù hợp thay vì dựa vào ý kiến của người khác đối với những người độc thân việc thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân là điều tự nhiên để thu hút sự quan tâm của người khác tuy nhiên việc này cũng cần phải điều chỉnh để tránh gây ra cảm giác phản cảm hoặc không thoải mái cho đối phương trong công việc nhân mã có thể gặp phải những khó khăn đặc biệt dù được biết đến là người thông minh Tình hiu thắng và thiếu nguyên tắc cũng như thiếu trách nhiệm có thể dẫn đến các quyết định không chính xác. Việc phô trương về tài chính trước bạn bè cũng không phải là lựa chọn tốt, đặc biệt khi tình hình tài chính không thực sự ổn định. 10 tử vi cung ma kết từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 tử vi tuần mới nói rằng ma kết đã để lại dấu ấn sâu đậm. Đây là cơ hội để bạn tự khẳng định bản thân, thể hiện sự xuất sắc trong công việc và đưa ra những ý kiến mới mẻ, khiến người khác phải ngạc nhiên. Đối với những ai độc thân, có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy khó chịu với lời mai mối từ người quen nhưng sau này bạn có thể nhận ra chúng không hẳn là không đáng để quan tâm các cặp đôi đang yêu sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đối phương một nguồn động viên lớn lao trong mọi tình huống trong lĩnh vực công việc market đang tiến triển mạnh mẽ tuần này bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực và giúp đỡ đồng nghiệp tiến bộ hơn trong công việc tuy nhiên trong tài chính không có nhiều biến động và khả năng đầu tư cũng hạn chế. Hãy cẩn trọng và tránh ham hố quá mức, tránh những rủi ro không cần thiết. Đối với market, việc đầu tư chỉ nên được thực hiện ở những lĩnh vực đã nghiên cứu kỹ lưỡng. 11 Tử vi cung bảo bình từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 trong tuần này, người thuộc cung bảo bình đã thể hiện sự sáng tạo đáng ngạc nhiên. Họ đã sẵn lòng vượt ra ngoài giới hạn để đạt được mục tiêu của mình, điều này cũng giúp họ phá vỡ những hạn chế tự đặt ra. Về mặt tình yêu, không phải lúc nào cặp đôi cũng phải tranh cãi và so sánh ai hơn ai. Trong mối quan hệ, điều quan trọng là khả năng giải quyết xung đột một cách tôn trọng và xây dựng tình yêu có thể trải qua những thăng trầm nhưng nếu được xây dựng trên sự chân thành nó sẽ vượt qua mọi thách thức về sự nghiệp có vẻ như không có quá nhiều biến động đối với người thuộc cung bảo bình mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và họ đã biết cách thể hiện năng lực của mình tạo ấn tượng tích cực với lãnh đạo trong những tình huống quan trọng Mặc dù đôi khi có chút lơ đánh. Về tài chính, không có vấn đề lớn nào đối với người thuộc cung này trong tuần này. Cho phép họ chi tiêu một cách thoải mái mà không cần lo lắng về việc thiếu tiền. Công bằng với những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua, họ nhận được phần thưởng xứng đáng. 12. Từ vi cung Song Ngư từ ngày 25 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2024 trong tuần này, Song Ngư cần phải tập trung hơn vào mọi hoạt động. Dù đối mặt với thách thức hay gặp gỡ người mới, điều quan trọng là phải nhớ rằng mức độ tập trung càng cao thì cơ hội thành công cũng càng lớn. Nếu bạn độc thân, hãy tích cực tham gia các sự kiện xã hội gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng để mở rộng mối quan hệ nếu chỉ ở nhà hoặc vùng lân cận quen thuộc việc mở rộng mạng lưới xã hội sẽ trở nên khó khăn hơn tuần này song ngư sẽ có những cảm hứng sáng tạo đặc biệt đừng ngần ngại khai thác và phát triển tài năng của mình nhớ rằng không có con đường nào dẫn đến thành công mà không cần nỗ lực hãy cố gắng tận dụng tối đa sức mạnh cá nhân tài chính trong tuần này dường như sẽ tốt đẹp hơn công việc ổn định vẫn mang lại nguồn thu cần thiết đủ để duy trì cuộc sống song ngư cũng có tài trong việc kinh doanh và buôn bán vì vậy tiền bạc có thể đến với họ một cách dễ dàng và ổn định